Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là về hướng dẫn tính năng tinh thông, một trong những tính năng là mới cập nhập ở server Việt Nam và nhiều anh em đang gọi là ngồi đau đầu nhức óc về cái tính năng tinh thông này. Và khi mà cái tính năng tinh thông này ra mắt tại thị trường Việt Nam thì nó xuất hiện rất là nhiều biến số khi mà đi BB, nhiều cuộc tranh cãi về đam vì sao là con này cùng một chỉ số, cùng một HP, cùng một tấn công nhưng mà tại sao bên này đam cao hơn, bên kia đam to hơn, hoặc là nó bị lỗi như thế này, lỗi như thế kia. Thì ok, thì trong video ngày hôm nay sẽ là vừa hướng dẫn, vừa giải thích, vừa giải đáp mọi thắc mắc của mấy anh em trong cái tính năng tinh thông này. Rồi, ok, thì video này cũng ngày xưa là, không phải ngày xưa, mà là mới lúc ra mắt thì cũng có làm một cái video hướng dẫn cơ bản rồi, là video này chắc là lần thứ tư. Thì hai lần đầu tiên là ở bên server chung và server C, và một video mới gần đây ở server Việt Nam. Thì trong video này sẽ là cái video làm bao nhiêu là chỉnh chu nhất và chi tiết nhất cho mấy anh em, để mấy anh em hiểu rõ về cái tính năng tinh thông, kể cả người mới chơi hoặc là người chơi cũ. Rồi, ok, đi vào chủ đề thôi. Thì đầu tiên là sẽ tìm hiểu cơ bản. Thì đầu tiên đi với tính năng tinh thông, thì tính năng tinh thông thì nó sẽ mở khóa khi mấy em đủ cấp. Ngồi ra thì nó sẽ nằm ở trong phần giao diện của con tướng. Đây, mình đây là mình nằm ở cái phần cái ô thứ ba. Từ tính theo ô giao diện là trang phục nè, cường hóa thức tỉnh nè, và tinh thông là thành viên là thức tỉnh nè. Ok, thì nằm ở ô thứ ba. Thì trước khi đi và tìm hiểu cơ bản á, tại sao mình phải chơi game, tất cả mọi thứ, mình không phải nói chỉ game này nha. Nhiều anh em mình nói không phải là hơi kỳ, thì kêu chơi mấy game giải trí mà không não nên đừng có suy nghĩ. Nhưng mà những người mà nói mấy câu đó có hai đối tượng nha, có hai đối tượng. Một là một đối tượng cực kỳ chai hát với game, hai là đối tượng chơi game không não, là chơi game theo kiểu miệng liền vô, chỉ cần đắp tướng đắp trang bị vô mà chơi thôi. Thì cái đối tượng không não mình không nói làm gì, còn mà đối tượng mà tìm hiểu về game, hạt với game á, thì họ nói miệng thì vậy thôi nhưng mà họ rất là quan tâm và họ rất là chai hát với game. Rồi, ok, thì đi vào tìm hiểu cơ bản. Thì khi mà tìm hiểu cơ bản thì chúng ta phải hiểu về giao diện trước. Thì cái giao diện của cái tính năng tinh thông thì ở đây là tôi có lưu ý không nha. Thì sau cái file này tôi sẽ, một là tôi gửi file PDF hoặc là tôi để file Word cho mấy anh em vô xem cho nó dễ. Thì trên ở đây là trên giao diện thì tôi sẽ đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở mục 1 là mục chọn tướng nha, mục 1 là mục chọn tướng nè. Mục thứ 2 sẽ là mục là cái tính năng tinh thông. Mục thứ 3 nó sẽ là cái hiệu quả kích hoạt. Mục thứ 4 nó sẽ là cái điều kiện mà để mấy anh em nâng cấp tính năng tinh thông. Mục thứ 5 là nguyên liệu để mấy anh em đột phá và nâng cấp. Mục thứ 6 là nhân vật chọn làm phôi. Rồi, ok, đó là về giao diện ha. Thì trên cái giao diện này khi mà nhìn vô á, mấy anh em sẽ rất là bị ngợp. Trong đây là tôi đã tối giản rồi nha. Tại vì nếu thực sự mà đi làm chi tiết và chi chít hơn nữa á, thì nó có rất là nhiều thứ, ví dụ như là quái nhân nè, rồi chỉ số nè, cái dòng này miễn thương nè, thứ gì nó cộng thêm thứ gì vân vân may. Thì cái này tôi sẽ nói phía sau để cho mấy anh em, khi mà mấy anh em coi mấy anh em hiểu được trong đây nó cần mình tập trung vào những thứ cơ bản nào. Ví dụ như là cái tính năng tinh thông nó bao gồm cái gì, bao gồm tính năng phe nè, tính năng hệ nè, tính năng cấp nè, rồi khi mà mở cái tính năng tinh thông đó được cái gì đó, được tăng đam hay là được tăng phòng thủ hay là tăng kháng hay là tăng né, rồi nguyên liệu nó là gì, rồi nâng cấp nó làm sao đó. Các bạn chỉ cần quan tâm những thứ cơ bản đó là được. Rồi, ok, cái thứ ba nữa là về cái giao diện nhân vật trợ thủ. Thì cái nhân vật giao diện trợ thủ thì nó đơn giản thôi, nó có hai cái. Thì đầu tiên nó là điều kiện của nhân vật trợ thủ, là nó có ghi sẵn ở trên đây luôn, là nó sẽ là hệ tâm linh từ SR trở lên. Rồi ở phần 2 nó sẽ là nhân vật trợ thủ. Thì cái nhân vật ở đây mình lưu ý nó cho mấy anh em luôn, thì thay vì mấy anh em đọc trong phần hướng dẫn, thì mỗi nhân vật đã làm trợ thủ cho con A rồi sẽ không làm dùng trợ thủ cho con B được, là mỗi con thì mấy anh em chỉ dùng được một lần duy nhất thôi. Rồi, ok, là cái thứ tư là cái giao diện đi mà farm tài nguyên PvE. Thì trong giao diện tài nguyên PvE lưu ý nha, mình nhấn mạnh là lưu ý nha, cái này nó rất là quan trọng tại vì nó sẽ tốn kim cương. Khi mà đi cái này thì mỗi ngày là nó sẽ reset cho mấy anh em 5 lần, 5 lần đánh. Thì đầu tiên ở đây nó sẽ là thử thách phe, là nó bao gồm là anh hùng nè, quái nhân nè, khác nè. Cái khác này nó sẽ là bao gồm tội phạm nè, rồi võ thuật nè, xong rồi võ sư là thứ gì đó, thì nó vân vân, nó nằm hết trong đó. Nó nói chung là nó là hệ đặc biệt. Rồi tiếp tục nữa là cái một đầu tiên là thử thách phe ha, cái thứ hai là cái ải cần vượt, cái thứ ba nữa là cái nguyên liệu nhận được, cái thứ tư là cái số vé. Thì cái số vé được nhận thì mỗi ngày là game nó sẽ reset cho mấy anh em 5 vé. Và ở thời điểm hiện tại là server Việt Nam chưa bỏ cái vé này vào phần càng quét. Thì ở bên server chung đã bỏ cái vé này vào phần càng quét rồi. Thì mình không biết bên server chung là nó quét theo thứ tự anh hùng quái nhân hay là mình chọn một hệ để nó quét. Thì cái này sau này mình vô mình coi thử bên server chung là nó quét cái này như thế nào.
Ok ha, cái thứ năm nữa là khi mà trong đây thì cái này nó cần lưu ý rất là nhiều, cho nên là mấy anh em làm ơn mấy anh em đọc giùm mình cái phần lưu ý trong đây. Tại cái phần lưu ý này mấy anh em nào mà đại gia hay là top đọc cái phần lưu ý này, mấy anh em khi mà mấy anh em áp dụng được á, nếu mà đại gia rồi thì không cần nói ha, bỏ qua chủ đề đó. Còn nếu mà thực sự mấy anh em nào mà chơi tầm trung á mà cũng có dùng một số kim cương vô này thì mấy anh em phải đọc cái quy tắc nha. Cái quy tắc này đi rất quan trọng, mà khi mà mấy anh em đọc hiểu được cái này thì mấy anh em sẽ farm cái này mỗi ngày lời tiết kiệm ít nhất là từ 2 đến 300 kim cương mỗi ngày. Rồi, ok ha. Về tiếp theo nữa là cái giao diện tiếp theo trong cái phần PvE thì nó sẽ là thử tách phe. Thì một là phần thử tách phe nè, hai là yêu cầu ải cần vượt. Cái thứ ba nữa là cái này chỗ này sorry mấy anh em để nhầm nha. Cái ba này là cái ải nha, và cái thứ hai nữa là cái nguyên liệu nha, mình ghi nhầm chỗ này. Cái thứ tư nữa là cái vé nhận được ở phần tài nguyên lưu ý nha. Thì cái vé này á là nó sẽ ra theo tỷ lệ nha, cái vé này nó sẽ ra theo tỷ lệ. Thì mỗi ngày thì mấy anh em đi 5 lần của thử thách phê thì nó có tỷ lệ là ra 3 lần thử thách của cái tính năng hệ bên này, 3 lần hoặc là 2 lần tỷ lệ là 53 hoặc là 52. Thì tùy theo mấy ngày đó mà mấy anh em canh, là nếu mà như nó ra ngày, nếu mà như mấy anh em đi ra 53 thì coi như là ngày đó mấy anh em không mua, còn nếu mà mấy anh em đi ra 52 thì mấy anh em mua thêm thì nó sẽ đi ra 53. Nói chung là cái này là hên xui thôi, tỷ lệ hoặc là nó ra tỷ lệ chắc chắn gì. Mấy nói chung là mấy anh em nào mua 10 lượt đi đi 10 lượt ngay một ngày á thì mấy anh em sẽ hiểu rõ được cái quy tắc về cái tỷ lệ này. Khi mà mấy em mua cái này là mình chỉ đi, mình đi nhiều ạc, mình chơi nhiều ạc là mình đưa ra là cái kinh nghiệm là như vậy thôi nha, thì mình mua. Còn mấy anh em coi thử là test tỷ lệ là có phải là nó bắt mặc định là nó như vậy luôn hay không, chứ mình sợ là có nhiều lúc nó là 53 nhưng nó ra 53 là sao, còn là nó là 53 liên tục mua 5 lần sau cuối cùng nó 3, đúng không? Là mua 5 lần đi ra 3 lần xong mua thêm 5 lần nữa nó cũng đi ra 3 lần, hoặc cái ngày đó mấy anh em đi 52 là đi 5 lần ra 2 lần, mua tiếp 5 lần nữa cũng đi ra 2 lần. Thì cái này là mấy anh em test, nhưng thường là mình test nó sẽ ra như vậy. Hoặc là mấy anh em canh mấy anh em mua, nói chung là cái này nó là tỷ lệ mà, hoặc là mấy anh em coi đúng tỷ lệ thì mấy anh em cứ làm theo là cái chuẩn tỷ lệ chuẩn nhất của mình để nó tiết kiệm kim cương và mấy anh em tối ưu hóa được tài nguyên cụ thể. Rồi, ok, cái thứ năm là tài nguyên BBB. Thì cái này là mình chỉ nói qua nói thêm thôi nha, cái này nói thêm thôi là ở server Việt Nam hiện tại chưa có. Khi mà cái tính năng tinh thông này á, nó ra mắt á, thì gần như nhà phát hành cũng phát hiện ra được một cái vấn đề là farm cái tính năng tinh thông này quá lâu nha, cực kỳ lâu. Thì nhà phát hành ở bên siêu chung lúc đó có hai sự lựa chọn, là một là bán trong cửa hàng, nhưng mà bán trong cửa hàng với giá nó rất là mắc nha, mình nhấn mạnh nó cực kỳ mắc, và nó không đáng, cái gọi là cái này chỉ dùng cho gọi là super sub của đại gia, là chỉ cho dành cho VIP kim cương thôi, là người ta mua về để người ta nâng thôi. Còn thực sự á, cỡ mà mấy anh em nạp tầm trung á, mà tầm cũng dưới 3 triệu thì cũng không đủ nổi mấy cái này, thực sự luôn không đủ nổi. Cái nội mà mấy anh em mua vé nè, mua vé đen nè, vé siêu lực kỹ nè, mua vé tính năng chiến thuật hay là tăng sao tím hay thứ gì đó, hoặc là mấy anh em đã muốn chết rồi mà bây giờ mua cái gói này thực sự rất là thừa thải. Tại vì sao? Tại vì mấy anh em mua con này xong qua meta sau nó chuyển qua con khác, mấy anh em nâng rất là khó. Thì server chung á là có để thêm vào sự kiện hộ lực, đợt này sự kiện hộ lực bên server chung không có, cho nên là hình như là có nhưng mà có ít thì mình không để vô. Thì bây giờ bên server chung đã ra thêm một cái tính năng PvP mới, đợi gần như là đánh theo mùa giải, và mấy anh em có thể farm gần như là 99% á tài nguyên đều là tính năng tinh thông nha, tính năng tinh thông ở trong đây. Thì cũng như tính năng chiến thuật vậy, nhưng mà đỡ cái tính năng chiến thuật á là nó farm được hai tài nguyên nha. Tính năng chiến thuật là farm được PvE cũng có nè, là tháp nè, PvP thì có trong vinh dự nè, mấy anh em đổi nguồn nó rất là nhiều, ngoài ra còn quay nữa còn mua được, còn điểm danh đồ đùm thông rồi quài code nữa. Còn riêng cái này á, nó rất là khó ở giai đoạn đầu, kể cả CVC nâng cái này cũng rất là mệt. Cho nên là đa số một là mấy anh em chỉ đi farm với PvE ở thời điểm hiện tại, mấy anh em mua một ngày thêm 5 lần mấy anh em đi thôi, còn mà mua thêm một ngày 5 lần chua lắm mấy em. Một tháng 15.000 kim cương là phải nói là cực kỳ chua, đối với chỉ có mấy anh em nào nạp một trung bình một tháng với tầm dưới 3 triệu thì may ra mấy anh em mới đú được cái mấy cái này. Còn cái này thì tương lai thôi, còn server Việt Nam ra lúc nào thì chưa biết, nhưng mà mình mong nó sẽ ra sớm, giống như rớt cái tốc độ tính năng, cái tính năng tinh thông này về sớm để cho mấy anh em nâng cấp, chứ đúng ra theo tiến độ thì phải ra con MK thì mới ra cái tính năng này. Rồi, ok ha, đó là về tài nguyên PvP. Tiếp theo nữa là cái mục hướng dẫn nâng cao về mặt chọn tướng. Cái mặt chọn tướng này thì xin thưa mấy anh em nha, ở trong clip này mình chỉ nói ở đây là nói cơ bản nha, nói cơ bản nhất là ở cho mấy anh em server cũ, gần như là khoảng dưới tầm dưới server tầm 450 một tí, còn server từ 450 lên sẽ rất là khó. Tại vì sao? Tại vì mấy anh em sẽ thiếu tài nguyên, thôi mình nói dưới 500 luôn đi, dưới 500 luôn đi cho nó dễ. Tại vì server mới mấy anh em sẽ thiếu tướng nè, thiếu tài nguyên nè, thiếu tỷ đằng sau, thiếu rất là nhiều. Cho nên mình nói đây là mình nói chung để mình làm clip cho mấy anh em hiểu được rõ vấn đề. Còn khi mà mình tư vấn thì mình sẽ làm một clip riêng cho server mới, hoặc mình làm clip lưu trữ nè, clip tư vấn cho server mới nè, thì mình sẽ hướng dẫn về mấy cái đó sau trong mỗi buổi live hay là mỗi buổi clip tư vấn. Rồi, ok ha.
Tiếp theo nữa, đầu tiên là về phần chọn tướng tinh thông thì mình có 5 cái lưu ý. Đầu tiên là chọn nhân vật theo tướng meta nha, chơi lâu dài. Ưu tiên nhớ là mình phải chọn nhân vật theo tướng meta. Tại vì sao? Tại vì bạn không thể nào bạn chọn con nhân vật mà nó có thể tháng này nó không chơi được mà qua tháng sau ao meta, đúng không? Tự nhiên bây giờ tháng này là tháng con xương rồng, con tăng tớp nó bị ao mà bạn đi bị nâng con tăng tớp làm chi, đúng không? Nó vô lý. Cái thứ hai nữa là xây dựng là đội hình một tăng chủ lực và một DPS chủ lực. Tại vì đối với mấy anh em chơi nông dân, gọi là chơi kỳ chay không nạp hoặc là chơi tầm trung nạp ít một tháng cỡ 800 đến 1.2 á, thì mấy anh em không thể nào mấy anh em nâng vàng trả ra được. Mấy anh em chỉ có nâng một con hoặc là một số cái tính năng tinh thông mấy anh em mở thôi. Mấy anh em không thể nào mà nâng vàng trả ra được, cho nên là mấy anh em phải lựa một con tăng chủ lực mấy anh em chơi lâu dài. Ví dụ như là tương lai là sẽ có con điên bóng. Còn DPS chủ lực lâu dài thì cái này mấy anh em chọn đâu cái đầu, ngay cả bản thân mình cũng nổ cái não, cho nên là mình không nói một con nào ra được. Nhưng tăng thì có thể chọn được nha. Tăng thì rất nhiều con, ví dụ như năm đầu nè, điên bóng nè, tăng tớp nè, co nè, đó, co nó cũng tính là một dạng tăng. Rồi, tiếp tục ha. Về cái thứ ba nữa là cần hiểu được nha, mình cần hiểu được là tướng á mình chọn là cần mở ô tinh thông nào. Cái thứ tư nữa là tướng tinh thông á mà bị ao meta á, là có thể dùng làm phôi cho các con khác mạnh hơn trong tương lai. Cái thứ năm nữa này, cái game này á là mấy anh em hỏi tôi là khi một con tướng á ao meta rồi sao giờ bỏ luôn, nâng nhị phí rồi thà khỏi nâng. Xin thưa mấy anh em, cái con game này là con game này ba chế độ nha. PvP một đội hình nha, PvP anh hùng quá nhân và PvP chế độ ba tem, thì mấy anh em có thể đi được nhiều chế độ khác nhau, cho nên là không có một con tướng nào mà nó ao á. Nó ao meta là meta đang chạy, nhưng mà khi mà vô ba ba thì nó luôn luôn nằm trong meta, tại vì không nó bị con này khắc chế thì qua team khác đó. Nó là cái, nói chung là nó có một cái meta riêng của nó khi mà đi từng cái chế độ khác nhau. Ví dụ như con skin đi, nó bk, nó gặp ở bên, nó gặp con mk nó bị khắc chế kể cả con skin hay con xương rồng. Nhưng mà khi con skin, đúng không, nó gặp con nào, nó khi con skin nó đi bên ải quái nhân thì đi ải quái nhân hoặc đi pvp bên quái nhân, thì con skin với con xương rồng đâu có con nào khắc chế nó đâu. Tính tới thời điểm hiện tại ở bên siêu chung, quái nhân cũng chả có con nào khắc chế hai con đó hết, và hai con đó vẫn làm trời làm đất ở bên phía quái nhân. Tiếp tục nữa là về phần nguyên liệu chung nha. Phần nguyên liệu chung là ba cái nguyên liệu trên hình, nó sẽ là ba cái nguyên liệu cực kỳ mệt nha, cực kỳ hiếm và cực kỳ tốn để nâng cấp. Đặc biệt là ở cái ô này, khi mà lên tướng UR thì mấy anh em sẽ nâng bằng mảnh bạn năng đỏ, cho nên này là nguyên liệu chung nên mình để cuốn sách này thôi. Còn mà khi mà nâng bằng anh hùng mảnh bạn năng anh hùng quái nhân thì khi mà lên tướng UR cái mảnh á các bạn kiếm rất là khó. Tại vì sao? Cái rương mảnh á các bạn kiếm không có, tại vì server UR khi mà UR ra mắt á, một là mấy anh em làm nhiệm vụ này ở server Việt Nam thì nó có quà móc. Còn mà khi mà cái rương á mấy anh em kiếm không có, mình không biết là khi về server Việt Nam á cái rương nó kiếm dễ hay không, nhưng ở bên server chung nha hoặc là bên server si á thì như dễ hơn tí, nó chớ cho mua. Còn bên server chung á, lúc mà nó mới ra con đầu tiên con Tatsumaki á, nó kiếm cực kỳ khó luôn. Và hình như là mình nhớ lần đầu tiên nó bán cái rương đó là nó bán trong sự kiện là đổi nha, cho đổi free á, cho đổi free hay là đổi đô mình không có nhớ, là trong sự kiện là cái nhà tắm sông hơi, nó giống như sự kiện sinh nhật á, hoặc là mấy anh em mua hình như là mua gói tinh hoa cầu vồng, mua đổi tinh hoa cầu vồng trong phần cửa hàng của siêu vật chung. Cho nên là cái mảnh bản năng UR nó sẽ rất là khó, và cái nguồn tài nguyên farm nguyên liệu này nó kiếm rất là cực. Và một lần nâng cấp á nha, cái ô chụp trên đây là mình đang hiện tại là cấp 3 nha, tinh thông 3 của phần phe nha, là một cấp là 100 cuốn sách, và cái này đang 69 là cấp 2, cho nên là nâng nó tốn rất là nhiều tài nguyên về cái tài nguyên chung này. Tại vì cái tài nguyên chung này là nâng cho tất cả mọi con luôn. Rồi, ok, thì mấy anh em lưu ý xài tiết kiệm. Rồi, tiếp tục nữa là về phần phẩm chất nè, về huy hiệu nè, về kỹ vật điều kiện. Thì nâng một con tướng á, khi mà mấy anh em xem ở ô này ô số 4 nha, sorry mấy anh em tôi để thiếu ô này. Thì cái ô số 4 này nè, thì khi mà mấy anh em nâng lên á thì cái cấp sao của nhân vật á là nó yêu cầu nên là điều kiện đạt tướng tinh thông bậc 3 nè, nó sẽ yêu cầu cấp sao bản thân nè, phẩm chất bản thân đạt tím cộng 1 nha. Cái tím cộng 1 nè, đây cái tím cộng 1 đây là tím cộng 4 nè, đỏ cộng 3 nè, lam cộng 3 nè, ở trên đây nó sẽ là cái ô, đây cái ô phẩm chất nè, tôi để đây nha. Cái cấp sao của nhân vật trợ thủ, đây cái cấp sao là mấy em gần như là biết hết rồi. Thì sau này đây là ở bậc 3 nha, khi mà mấy anh em lên nhiều hơn nữa ở cấp 5 và cấp 6, nó sẽ có những cái yêu cầu trên trời dưới đất. Tôi nhấn mạnh nha, gọi là trên trời dưới đất luôn, nghĩa là yêu cầu con nhân vật của bạn có kỹ vật hoặc là kỹ vật đạt 2 sao hoặc là huy hiệu đạt 2 sao nha. Đây ví dụ như là huy hiệu bản thân đạt 3 sao nè, hoặc là ví dụ như là con nào yêu cầu nha, tiếp tục nữa là nó yêu cầu là cái trong nhân vật của bạn là cấp tinh thông phe của trong cái đội hình nhân vật bạn có 4 con hoặc là 5 con nha. Hiện giờ là yêu cầu mới 2 con thôi, sau này yêu cầu 3 con nè, sau này yêu cầu 4 con nè, sau này yêu cầu 5 con. Rồi cái con nó yêu cầu là cái con làm phôi nó phải có sự kỹ. Nói chung là nâng càng cao nó sẽ càng khó, nhưng mà cái hiệu quả đem lại càng ngày càng cao, đặc biệt là cái phần sát thương kỹ năng.
Rồi, ok, đó là về cái note trong cái phần mà giao diện và phần lưu ý trong cái phần mà phẩm chất, điều kiện yêu cầu của quân tướng hoặc là huy chương hoặc là kỹ vật khi mà nó yêu cầu mình nâng lên. Rồi, tiếp tục, vậy chọn phôi như thế nào là hợp lý? Cái tiếp tục nữa là chọn phôi là chọn tướng như thế nào để mà bỏ vô mà nâng hợp lý. Đầu tiên nha, trước khi mà chọn phôi, mình phải lưu ý hai vấn đề. Đầu tiên là bể tướng phải nhiều nha, bể tướng của bạn phải cực kỳ nhiều. Thì mình mới, tại vì mấy bạn cứ tính đi, một con tướng nó cần 5 cái phôi nha, một con tướng nó cần 5 cái phôi. Bây giờ mình tính á, mình một con tướng nó chỉ cần 5 cái phôi, mà 5 cái phôi đó mà 6 con, bộ hình là 6 con mà nhân lên là 30 cái phôi, mà 30 cái phôi đó phải đáp ứng đủ điều kiện gì? Phẩm chất là lam 3 sao nè, hoặc là phẩm chất tím nè. Bây giờ cho mình tím đi, tím là cái trung bình nhất nè. Phẩm chất tím 3, phẩm chất tím đi, phẩm chất tím là cơ bản nè. Rồi phải trên 3 sao nè. Rồi phải có huy hiệu ít nhất là 1.3 chấm, mà 6 con các bạn phải đều, 30 con đó các bạn phải nâng đều hết 1 chấm 1 chấm. 30 con tôi tính thôi, 1 chấm 1 sao huy hiệu thôi, 1 sao huy hiệu. Lại bây giờ để tôi vô tôi chết cho thử là 1 nâng cấp từ 1 sao huy hiệu lên 1 sao huy hiệu, từ 0 sao lên 1 sao huy hiệu nó bao nhiêu, tốn bao nhiêu thẻ đằng sau nha. Tốn 1 thẻ đằng sau. Bây giờ bạn tính đi, bạn vừa nâng cái kỹ vật bên đây, bạn vừa nâng cái hiệu bên đây là 2 đúng không, mà 30 con bạn nhân lên là 60 cái thẻ tăng sao, mà trong khi đó 60 cái thẻ tăng sao bằng gần bằng 84 hay 85 gì là full một cái thẻ trang bị, nó là gần bằng một full sao một cái thẻ trang bị rồi. Cho nên là nó rất là chu khi mà chọn tướng á, thì bạn phải chọn tướng ở thế hệ cũ, ví dụ như là SR này, khi mà bạn lên càng cao mà nó đòi siêu tuyệt kỹ thì có nhiều bạn không có. Thì cái này là mình chỉ gọi là gợi ý thôi nha, bạn có thể dùng những con SSR đời cũ để bạn nâng nha, SSR đời cũ để bạn nâng. SR này, SSR đời cũ mà có huy hiệu nè, có siêu tuyệt kỹ mà bạn để đó bạn chưa nâng ngày xưa bạn đi, đừng có rã ra, bạn sử dụng bình thường. Cái thứ hai nữa là tướng càng xịn, phẩm chất càng cao thì bạn dùng làm phôi càng ổn định. Ví dụ như đặc biệt SR cộng nha, SR cộng bạn có thể dùng làm phôi được, có một số con có thể dùng làm phôi được, nhưng mà thực sự á thì mình hạn chế nha, mình dùng đã khi mà dùng SR cộng á là mình dùng cho một con nào mà nó đi DPS dài ơi là dài luôn thì bạn mới dùng SR cộng. Tại vì sao? Những con SR cộng nè là các bạn còn để siêu tuyệt kỹ nè, các bạn còn để hiệu nè, các bạn còn quýnh tiền 3, cho nên bạn phải để. Thường á thì đi cái này khi mà nâng cao, sau này tôi sẽ nói về cái nâng cao, nó gọi là nâng cực kỳ cao luôn, là khi mà nó đủ meta, đủ ít nhất là tới giữa meta con đi cây á, thì tôi sẽ hướng dẫn về cái đó là team 3 thì mỗi team 3 thì chia cho hai con tinh thông, hai con đủ khả năng tinh thông, và chia cho 6 con thì 6 con nó sẽ chia đều cho 3 team, thì lúc tôi sẽ hướng dẫn sau. Cái thứ ba nữa là không lấy chủ lực nè, không lấy co làm phôi nha, năn nỉ nha. Khi mà tôi làm clip lưu trữ, tôi thấy nhiều người đi lấy co lại lấy chủ lực làm phôi nha, nhiều lúc để cho vui thôi, nâng cấp lên rồi sau này đủ con khác nha. Tại vì co là chủ lực, là những con chủ lực là đi dung meta, co là đi suốt đời với mấy anh em nha, cho nên không lấy làm phôi được. Cái thứ tư nữa là tháo phôi ra thì sẽ mất cái khả năng kích hoạt, cho nên là mấy anh em đã xác định chơi con nào là phải đắp vô nó để kích cái khả năng hiệu quả nó lên, tháo ra nó coi như nó mất hết tác dụng rồi. Rồi, ok, tiếp tục. Cái thứ hai nữa, tiếp tục khi mà ra nhân vật đề xuất thì ở đây SR thì đối với server cũ nha, đối với server cũ thì ôi mẹ siêu tuyệt kỹ vô biên luôn. Đó, ví dụ như là siêu tuyệt kỹ của Si Đạp nè, Si Đạp là những con S rồi, nó những con mà tính từ SR cho lên, hình như là cái này là Genos Mad Power nè, cái này là Genos nè, cái này là con Mad nè, cái này con mũi nè, con Fuuki nè, con bi vàng nè, con này là con cầm cái kiếm săn, là con gì ấy, con cầm cái kiếm săn tôi không nhớ tên. Cái này là Amai nè, cái này là con Snet nè, cái này là con khỉ nè, con sư tử nè, con ảo thuật gia nè, con Bakugan nè, con này là con gì ta, con cho di, con này là con cho di dạng thường, dạng SR á. Cái này là con mũi khoan, cái này là linh nè, cái này là Gatling Gun nè. Thì mấy anh em có thể dùng mấy con này, dùng khi mà có một số con nó yêu cầu khi mà nâng siêu tuyệt kỹ lên á thì mấy anh em dùng. Nhưng mà để mà mấy anh em lên được cái tinh không mà con nào nó yêu cầu siêu tuyệt kỹ ấy, thì lúc đó đa số mấy anh em sẽ dùng phôi gốc rồi. Còn mà khi mà dùng phôi gốc đối với siêu cũ mà những con mấy anh em xài lâu dài, ví dụ như Win nè, Boros nè, Tatsumaki V2 nè, Genos Mad Power nè, chó nè, mấy con mà mấy anh em vẫn còn giữ siêu tuyệt kỹ ấy, thì mấy anh em dùng ở đây đó. Ví dụ như trong hình nè, mình còn nè siêu tuyệt kỹ của cái này là của Sonic V1 nè, tù nhân du hí nè, vua vùng đất nè, tăng tớp nè, đồng đế nè, rồi thần lợn nè, rồi vaccine nè, mũi nè, Tatsumaki. Rồi, ok.
đấy là cái này là đề xuất thôi, còn nói chung là mấy anh em có cái nào lấy cái đó. Nhưng mà trong trường hợp mà gọi là mấy anh em on in á, gọi trong trường hợp mấy anh em dồn on in một con á mà để lên được tới mức mà siêu tuyệt kỹ 3 sao á, thì đa số thì mấy anh em dùng phôi SSR trở lên hoặc là phôi SSR cộng thôi. Nhưng mà còn ở server Việt Nam để mà tầm on in cỡ kiểu đó chỉ có đếm trên đầu ngón tay thì mấy anh em không có nhiều đâu. Chỉ có mấy top là một tuần 7 triệu á, là mua full mấy gói mà Vinagame mới bán là 7 gói đâu 6 gói á, 7 triệu thì may ra mới lên kịp thôi, chứ còn mà bình thường chơi mấy anh em phải bao tháng mới lên được lượng cơ sở còn lâu hơn. Tại vì một stack đó mấy anh em đi một ngày chưa nâng được một cấp mà. Thiệt. Mấy anh em đi một ngày chưa nâng được một cấp. Rồi, ok thì cái lưu ý thì nãy mình có nói về cái lưu ý này thì tốn chỉ tăng sao này, kỹ vật huy hiệu sẽ tốn rất là nhiều. Thì cái thứ hai nữa là lựa chọn con tướng á, là cơ bản hai team là gần như ở team 2 team 3 thì con nào dễ sử dụng. Cái thứ ba nữa là khi mà tăng sao dùng nhiều với con những người khác á, thì nói chung là mình nói rồi. Mấy anh em tham vọng càng nhiều thì khi mà mấy anh em tính ra cái số lượng tỉ đằng sau và cái số lượng tài nguyên á, mấy anh em chốn giấy mặt mày luôn, cho nên tính ít thôi, chọn càng ít, mình đi nước đi nào, mình đi ít, mình đi chậm và mình đi cụ thể, nó sẽ tối ưu hóa tài nguyên hơn hay là mình nâng dàn trải. Thì khi mà mấy anh em nâng dàn trải á, nó chả tới đâu nha, nó chả tới đâu mà nó cũng không mạnh. Ví dụ như tự nhiên vô con năm đầu kia nó chặt mấy anh em 200 triệu đi, mà năm đầu của mấy anh em cũng mở nhưng mà chặt được có như 80 lèo tèo 60, vô Sigin nó chi kích ba phát là bạn đã muốn chết rồi. Hoặc là trong trường hợp tự nhiên con xương gầm mình đi chơi siêu mới biển Sonic bên kia chập phát đột tử cái một chết. Đó là cái câu chuyện khi mà mấy anh em nâng, lựa chọn con nào nâng cho nó hợp lý. Mục tiêu cái ví đằng sau này, giờ hỏi siêu mới mấy anh em làm sao? Hỏi siêu mới làm sao mà lấy cái thỉ tăng sao này mà đi nâng cho mấy con clone được. Gọi là đi nâng cho mấy con làm phôi được. Nâng huy hiệu này, nâng siêu kỹ ông nội, một cái thỉ này á, mấy anh em biết không? 10 cái thỉ tăng sao này nó bán 100.000 cái whip bay, rồi 80.000 trong in game là 8 thẻ. Đó, cho nên tính ra một cái thẻ tăng sao này là 10.000 một thẻ đó mấy anh em, 10.000 một thẻ tăng sao này nó rất là chu. Cho nên khi mà nâng trang bị, nâng thẻ tăng sao này mấy anh em đi nó kiếm rất là khó, mà kiếm khó thì sao phải tiết kiệm, xài cho nó đúng hợp lý của nó. Rồi, ok. Cái thứ 8 là nên nâng tính năng tinh thông nào, thì tính năng tinh thông phe nè, tính năng hệ nè, rồi cấp nè, thì nên mở cái nào. Đầu tiên nha, tôi nói tới DPS. Khi mà nâng á, thì đầu tiên lúc nào khi mà chơi game thì đa số mấy anh em ưu tiên lấy DPS trước, thì DPS nó phân ra hai loại DPS là DPS HP và DPS chủ lực. DPS HP và DPS tấn công gọi là DPS ATK đó. Thì khi mà đã là DPS rồi là mấy anh em mới có trách nhiệm gì gánh đam chủ lực. Như thời ví dụ như Goketsu nè, tăng top nè là phải gánh đam nha. Thì mình nói từ rõ đây là cái khả năng DPS là nghĩa là sát thương nha. Thì gây sát thương mạnh nhất trong team, thì đặc biệt là mấy con tướng nào có khả năng tự sinh tồn nè, ưu tiên nha, tôi nói ưu tiên ở đây là ưu tiên nha. Thì theo cái quan điểm của tôi thôi, là mấy anh em nào ưu tiên nâng cho những con nào không có khả năng sinh tồn. Tôi nói ví dụ như bây giờ mấy anh em tự nhiên con Flash đã có né rồi, đúng không? Con Flash nó đã có né rồi, con điên bóng sau này nó có bất khuất tăng cường rồi, mấy anh em đi nâng bất khuất rồi nâng né tránh cho nó làm cái gì? Thay vì đó mấy anh em đi nâng mấy con khác, hoặc là mấy anh em chỉ nâng một hai điểm cho nó để mở cho có thôi. Những con tướng nào mà ở đó có khả năng sinh tồn hay là có khả năng sốc đam, chống sốc đam rồi thì không cần nâng. Cái thứ hai nữa là xác định chủ lực nha, chơi không nạp hoặc là nạp tầm trung thì chủ lực kéo dài từ 4 đến 6 tháng. Nên khi mà mấy anh em nâng cái tính thông này, mấy anh em nâng cái tính năng tinh thông này, mấy anh em tháo con tướng ra nó bị tụt lực chiến rất là nhiều và mấy anh em sẽ bị hụt hẳn. Nên tôi nói như tự nhiên nâng con tướng nó 20 triệu. Ao meta đang top, mấy anh em tháo đồ ra tụt 15 triệu, skin chuyển qua xương rầm tụt 15 triệu nữa. Đúng không? Cho nên là cái câu chuyện ở đây khi mà mấy anh em nâng á, ở đây là mới nha, chỉ mới bắt đầu thôi, sau này nó còn tụt nhiều nữa và lực chiến á. Nên mấy anh em sẽ đặt câu hỏi tôi, tại sao em chơi hoài mà sao lực chiến của em ngày xưa 80 về giờ em càng chơi thấy nó càng tụt, em càng chơi thấy nó càng tụt. Đó là lý do tại sao sáng hôm nay tôi làm clip tăng top đi tháp á. Rồi, cái thứ ba nữa là thứ tự ưu tiên nha, là về hệ nè, cấp phe. Thì cái phe á, thực sự là đối với DPS á, thì thực sự nó rất là vô nghĩa. Tại vì sao? Tại vì vô mà đi mà BK tôi thì cái BK mà phe mấy ông nâng mát tới đâu đi chăng nữa, mà tinh thông hệ mấy ông nâng mạnh tới đâu đi chăng nữa, né chẳng gì à. Nó vô mấy ông gặp DOT là bình đẳng chúng sinh hết. Thiệt. May ra mấy ông đi gặp đâm thùng á, đâm thùng mà đam chết không có hiệu ứng kèm theo á, thì may ra mấy ông còn sống thôi, chi ghiu nó đạp và lâu lâu còn né được thôi. Tôi thì cái mẹ vô mà DOT á, mà nó đam DOT nó giật á, mẹ nó giật từ đầu game nó giật cho lượt á, là mấy ông chỉ có chết thôi chứ không kiểu nào mà sống được. Cho nên là đã là DPS rồi mấy ông nâng kiểu nào cũng chết à. Sonic kia mày, Sonic đi vô BBB kia mà còn chết lên chết xuống, chết đầu tiên gần như là đi BBB con Sonic nó chết đầu tiên, cho nên nó mới bị, mặc dù Sonic có tăng né nha, cho nên là lý do tại sao mà người ta đem con Zombie Man và con Phượng vô đem lại chơi trong meta UR để sinh tồn. Tại vì con Sonic nó chết nhanh quá và nó bào hồi sinh,
hoặc là team đội hình đó là bên nào đi trước là bên đó sốc đam thì chết rồi, cho nên là người ta bắt buộc người ta phải ao những con UR để người ta dùng những con SR cộng mà nó hiệu quả và nó hợp lý trong meta đấy. Cho nên là game này nó hay là hay ở điểm đó, đó là về cái hướng dẫn cho gọi là khi mà DPS thì đối tượng DPS thì sẽ ưu tiên những cái loại tính năng tinh thông nào thì phụ thuộc từng con, phụ thuộc vào server, nhưng cái chính nó sẽ là cốt lõi nó sẽ là như vậy. Ok rồi, tiếp theo là về tinh thông cho tăng nè, cho hỗ trợ nè, cho hỗ trợ DPS và hỗ trợ co. Thì ở đây hỗ trợ DPS nha, thì mấy anh em hiểu có một số con trước khi mà để đi vào vấn đề thì mấy anh em mới hiểu là những con hỗ trợ tăng hay là co đặt vào nó đã mạnh rồi nha. Co là mấy anh em đã có rồi, hơn co là đã mạnh rồi, hơn co là đã meta rồi, co đặt vô đội hình đã mạnh là một. Cái thứ hai, có những con tướng hỗ trợ đặt vô đội hình là nó boost là đã mạnh rồi, nó chưa cần hành động luôn. Tôi nói nó chưa cần hành động, tôi nói ví dụ như con nào DX, G4, đen bóng, Skyking, rồi một số con boost tỷ lệ tăng mỗi giá, ví dụ như con ba lỗ ăn chay nha. Tại vì có một số con nó đặt vô đội hình là nó mạnh rồi, nó chỉ cần đặt vô đội hình thôi, cho nên mấy con đó một là không nâng nha, một là không nâng. Còn nếu mà thực sự nó là UR, mấy anh em chơi UR hỏi tới rồi cộng thì mấy anh em ưu tiên cho tôi nâng gì, nâng phe trước, lấy miễn cái kháng thương và tiếp theo nữa cái hệ và cái tinh thông cấp. Tại vì thường á, nếu đã là tăng, tôi nói trong trường hợp tôi nói ra luôn nè, nếu đã là tăng, tại vì con tăng á, nó thường sống cuối cùng. Ví dụ như điên bóng, tự nhiên mấy anh em điên bóng, mấy anh em đi nâng tinh thông cấp làm gì, tự nhiên biết chừng nào nó mới vô siêu quốc thiệt. Nó nói thẳng luôn, con điên bóng nó đại diện, con điên bóng nó còn có hai lần bắt quốc tăng cường nữa, nó biết chừng nào nó còn tạo món ảo, nó biết chừng nào nó vô siêu quốc, đúng không? Chừng nào mà nó yêu cầu phải nâng cái tinh thông cấp lên để nâng hai cái tinh thông còn lại mấy anh em nâng. Chứ mấy anh em nâng bây giờ tôi hỏi là ví dụ như con sam đi nâng cái tinh thông cấp làm gì, biết chừng nào mới đá chết được con sam. Bị con sam nó vô, con sam mà đá vô máu rồi mấy anh em chết mẹ rồi. Cái câu chuyện nó gì thôi, con sam mà nó đã vô khiên siêu quốc không bao giờ nó hồi đầy lên lại nổi nữa, nó không bao giờ hồi lên nổi nữa. Chưa kể mà con Siriu chỗ này gặp con Siriu có đột phá vô tận, hoặc con nào có khả năng đột phá nữa là gần như vô siêu quốc, mấy anh em cứ chết thôi. Mấy anh em không khó lọt kèo lắm, may ra mà lọt kèo được là chỉ có những con mà ví dụ như nó chết nó hồi sinh ra xong nó có khả năng tạo hộ thể, như ví dụ như là con Siriu nè, con Tatsumaki á, thì may ra nó mới lọt kèo được thôi đấy. Tiếp theo nữa là hỗ trợ. Tại mấy hỗ trợ bây giờ mấy anh em hỗ trợ tại sao là lại là cấp trước, tại sao là ưu tiên cấp trước? Ở đây tôi ghi cấp trước nè, thì đơn giản thôi, con hỗ trợ vô giờ tôi hỏi mấy anh em bây giờ đánh trong người ta con hỗ trợ nó chết trước đi, hoặc là có những con nó phải cần đi trước nó kích hoạt hiệu ứng, đúng không? Hoặc là chỉ cần đặt vô đội hình bây giờ nó chỉ cần sinh tồn thôi. Ví dụ như có những con là nó sống thì nó mới boost, thì mấy anh em cho nó, đừng cho nó chết. Ví dụ như gặp ví dụ như trong meta G4 đi, nó đặt G4 vô, G4 chưa gì hành động giật chết rồi thì mấy anh em sao mà gây đam được. Thì mấy anh em câu chuyện đây là phải cho tụi nó sống, tụi nó mới boost máu nè, hay là boost khiên, hay là boost cái thứ gì đó vân vân, may hoặc là nó đặt búp nè, boost cho team nè, hoặc là debuff lên cho bên team địch, thì mình phải làm sao cho nó sống. Thì ưu tiên cái tinh thông cấp, tại tinh thông cấp nâng cái là được rồi, nâng cái là nó kích hoạt luôn rồi. Rồi cái thứ ba nữa là khi là co nè, phi hệ nè, cấp ưu tiên. Tại vì tôi nói là co là cái thứ mà đi với mấy anh em suốt cuộc đời nha, đi với mấy anh em hành trình dài ơi là dài. Cho nên cái câu chuyện ở đây ưu tiên co là một cái không bao giờ là sai, không bao giờ là gọi là sai, nó là chân lý, cái co nó là chân lý rồi. Và tôi có nói tới đây nè, ưu tiên sinh tồn khả năng nè, rồi chống chịu nè, đa số là co thì siêu tuyệt kỹ mang đến là thiên hướng SP nha, đi cây cũng SP, mực cũng SP, bơm cũng SP, rô cũng SP, zombie man cũng SP, thì trừ trong này con Boros thôi là nó là đam rồi, đam super đam luôn, còn nó kèm thêm ít SP nữa, nhưng mà con Boros đam to lắm anh em ạ. Còn nếu trong trường hợp mà sau này con Boros mà nó có chỉnh sửa lên 1500 á thì nó lại một câu chuyện khác, nhưng mà hiện giờ đang 800 thì DPS thì nó không có nhiều, nhưng mà nó vẫn là DPS đi vô quyết đấu cân bằng, nó vẫn là super DPS nha. Nha, super DPS nha, nó rất là mạnh nha, còn uống nó ngoài thì do người ta không dùng đồ cho nó mấy anh em à. Chứ bản thân con Boros đam vẫn to. Rồi, ok, đó là về tinh thông cho tăng, cho hỗ trợ, cho DPS là cho co. Rồi, ok, tiếp theo thôi. Rồi, về phần chính là về phần tổng kết. Định hướng nha, mình phải hiểu là định hướng đội hình, chuẩn trước rồi nâng. Tại vì cái đó là lý do tại sao mà tôi làm clip lưu trữ nè. Clip tư vấn nè, hồi hầu như mấy anh em thấy không, ngồi nói video 1 tiếng 2 tiếng, có những cái mà mấy anh em làm nó nát tươm luôn rồi, ngồi mình nói nặng nói nhẹ. Mấy anh em đâu phải là tôi đâu rảnh, nhưng mà khi mà mấy anh em tư vấn, mấy anh em một mấy anh em muốn chơi game tiếp, mấy anh em muốn tiết kiệm thời gian, mấy anh em muốn tiết kiệm tiền, mấy anh em muốn chơi game hiệu quả thì ok mình nghe, còn không nghe thì thôi kệ nó, tắt ạc xong kệ nó, không coi nữa gì thôi. Đó, cơ bản là vậy. Tại vì khi mà đã định hướng rồi thì mình phải hiểu được vấn đề là vì sao nó lại như vậy nha, vì sao nó lại như vậy, tại sao mình cần làm như vậy, mà tại sao người ta chê mình cái này, mình cần thay đổi. Cái thứ hai nữa là khi mà tướng ao meta, bạn biết chấp nhận nha, mình nói rồi cái này nó không thu hồi được. Ác gì á, không thu hồi được, nó năng là ăn sâu tướng luôn, không thu hồi được, tháo cái phô ra thì nó mất. Cho nên câu chuyện ở đây tôi nói rồi, lý do tại sao sau này mấy anh em chỉ gọi là bị cái gọi là cái
Đi như mấy anh em đi vô rừng vậy, mấy anh em đi bị lạc, mấy anh em đi một vòng tròn vậy, đi hoài trong cái vòng tròn đó nha, đi hoài trong vòng tròn đó, mấy anh em không có tìm được lối ra. Tại vì sao? Cứ nâng con tướng lên đang chơi meta, trời ơi, nó mạnh thôi là mạnh rồi, xong meta người ta nói ví dụ như tôi nói chuẩn bị tới con MK, MK đã mạnh lắm, đi bóng mạnh lắm, nâng xong tự nhiên tới meta với con Tatsumaki với con Shiryu out, mấy anh em tháo nâng lên được 20 triệu lượt chiến, xong tháo ra nó tụt mất 3-4 triệu lượt chiến rồi. Bây giờ rồi chuyển đồ, chuyển trang bị, tháo ấn ra cứ tụt hoài, xong hỏi tại sao chơi hoài nó không lên được chiến. Đó là do cơ bản là cốt tướng cái này nâng là nâng vào xương, vào cốt của con tướng, nâng vào máu của con tướng, chứ không phải nâng trang bị. Trang bị là những thứ bao tay, quần áo, giày dép ở bên ngoài, huy chương, rồi cái kiểu ấn, rồi tính năng tiến thuật, rồi vân vân, rồi mây mây. Còn cái những này là nó ăn vào cốt của con tướng, cho nên khi mà mấy anh em tháo ra, mấy anh em sẽ bị thọt nha, mấy anh em phải chấp nhận và đối diện với điều đó. Rồi cái thứ ba nữa là silver cũ và silver mới rất là khác nhau, và cái tính năng tinh thông này nó sẽ là cái nơi trao đổi đặc biệt nha. Chỉ là cái tính năng tinh thông này nó thực sự nếu như mà để mà gây war á, mà nó để mà tranh cãi mạnh lớn á nha, thì chỉ có những người có tiền và những người nạp tầm, nó phải có tiền mà là những người nạp tầm trung, hoặc là những người có tiền, người ta chỉ là sân chơi của người ta thôi. Còn đa số mấy anh em mà chơi tầm trung chỉ là lên cấp 3 là cùng, cấp 3 là mấy anh em chết rồi. Còn mà để mà lên cao hơn nữa thì mấy anh em chơi một thời gian dài thôi. Còn mà nếu mà vô mà ở thời điểm này nha, tôi nhấn mạnh nha, ở hết tháng này, tôi nói hết tháng này đi, bắt đầu qua tháng sau đi, thì cái này là chỉ là sân chơi của những gọi là những người đam mê PvP và những người hack với game thôi, thì người ta mới gọi là xây dựng cái tính năng này cực mạnh. Thì cho nên là cái câu chuyện này, nếu mà mấy anh em muốn hỏi xem mới đúng vậy, mới chơi, có những rất nhiều người mới chơi nạp rất nhiều, cho nên là sự chính kiến của người ta, cho nên là khi mà mấy anh em đi hỏi thì hỏi là mình xem mới hay là xem cũ nha. Cái thứ tư nữa là mỗi một ạc nó có một lối chơi riêng, một bể tướng này, một tài nguyên khác nhau, cho nên là không thể áp dụng cái khuôn mẫu trên ạc nào. Khi mà tôi tư vấn mỗi ạc phải vô làm gì, chết tướng, chết vé, chết trang bị, rồi hỏi nạp bao nhiêu, cho nên là mình không thể nào mình áp dụng chung được. Cho nên là khi mấy anh em đi tư vấn, nhớ nha, đi tư vấn cho người khác mình cũng phải hiểu được cái ạc nó có cái gì, và mấy bạn đi hỏi mấy bạn cũng phải là báo cái ạc của mình nó có cái gì nha. Rồi cái thứ năm nữa là chịu khó đọc và tìm hiểu nha. Game thì game tiếng Việt nha, game là game tiếng Việt. Rồi cái thứ hai nữa là chịu khó tìm hiểu, chịu khó đọc trong cái phần hướng dẫn. Cái này, những cái thông tin như đây tôi đều lấy từ trong game ra thôi, tôi đều lấy từ trong phần hướng dẫn ra, tôi chả nghĩ đâu ra, mấy anh em tưởng tôi nghĩ ra không, trong phần hướng dẫn nha, trong phần hướng dẫn ghê hết. Cái thứ hai nữa là có một cái trang web mà tôi đi tôi nói lại hoài là cái trang One Man Wiki Silver Sea. Và ngồi ra nha, Silver Sea, hình như chơi Silver Sea cái này tôi nói là chỉ có mấy ông nào gọi là, hình như trong nhóm tôi chơi là chỉ có đúng một đứa có à. Thiệt, nhóm tôi chơi nha, là nhóm tôi chơi chỉ có một đứa có à, là nguyên một cái file hướng dẫn nha, nguyên một cái file hướng dẫn bên CLC toàn bộ bằng tiếng Anh, từ A đến Z hết tất cả tính năng ở bên CLC, trừ mấy cái mới ra tinh thông rồi gì đó, có hết tính năng luôn, thẻ cũng có dòng ẩn, có gì trang bị năng sao, tướng như thế nào có hết luôn mà bằng tiếng Anh đó. Không biết là mấy anh em chơi bên CLC mấy anh em có hay không, hoặc là mấy anh em chơi bên Silver Việt Nam có mấy anh em nào tìm hiểu về cái vấn đề đó hay không, hoặc là trên web, nó trên web nha, nó đã có bản tiếng Anh nha, bản tiếng Anh nè, dịch hai bản, nó có hai bản dịch, một bản là mấy anh em bấm trên trang wiki nó có hai bản là CN với lại là C, thì mấy anh em coi bản nào cũng được, thường á là coi bản CN á cho nó dễ, là bản tiếng Trung á mấy anh em coi cho nó dễ, bản Chinese á đó, gọi là mấy anh em vô coi cho nó dễ đúng nhất và chuẩn dịch nhất là skill nó sẽ như thế nào đó. Còn mà nếu mà về server Việt Nam dịch như thế nào thì mình coi, mình vô mình tiếp kỹ năng nha. Nhiều lúc là mỗi server nó sẽ có một cái khác nhau, thường á đa số là 99% là giống nhau nha. Rồi ok, đó là về tổng kết. Rồi ok, cảm ơn mấy anh em đã theo dõi video và chúc anh em một ngày chủ nhật tốt lành. Thì tối hôm nay mình sẽ live trễ, tại vì mình sẽ đăng video này luôn. Bây giờ mình làm đây là 6 giờ 19, mình sẽ mở game cho mấy anh em coi. Thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút khoảng cỡ tầm 8 giờ rưỡi hoặc là 9 giờ thì mình sẽ ngồi live chiến khu, hoặc là mình nói chung là mình sẽ nằm một chút cho nó đỡ đau lưng quá. Ngồi nó mình làm, hôm nay mình làm hơi nhiều clip. Rồi thì mình sẽ vô in game, mình nói, mình vô mình mở in game lên, mình nói cụ thể cho mấy anh em chút xíu, nói nó phải vô game mình nói nó cụ thể hơn. Và khi mà mình làm cái này và mấy anh em hỏi mình tư vấn, nhắn riêng nha, chắc chắn mình sẽ trả lời. Hoặc là ví dụ mấy anh em gửi tiền cà phê thì mình tư vấn thôi, chứ mình không có ngồi tư vấn không công mấy cái này. Tại vì mấy cái này tư vấn nó sẽ rất là lâu. Mấy anh em coi clip lưu trữ đó, một lần mà làm tính năng tinh thông ở trên đây là làm một lần cả một video ít nhất là từ 15 đến 20 phút, nó không có dễ dàng như ngày xưa nữa. Mấy anh em muốn hạt thì tốn thời gian, còn mà mấy anh em không muốn tốn thời gian thì mấy anh em bỏ tiền, đơn giản như vậy thôi. Chứ không phải tôi nói trên đây tôi làm tài chính hay là tôi khều donate hay thứ gì đó, quan trọng mấy bạn muốn chơi game tiết kiệm hơn, mấy bạn bỏ ra cái 50 à, nhưng mà bạn tiết kiệm được 500 kim cương mỗi ngày hay là 1.000 kim cương mỗi ngày, tính ra quy đủ ra mốc nào, thì với có chỉ có 50.000 thì mấy anh em
được hơn. Đó, tôi nói, tôi rõ ràng luôn là điều đó, và nhiều anh em hỗ trợ tôi thì gần như là biết tính tôi rồi, khi mà tôi đã tư vấn hay là hỗ trợ gần như là chi tiết và cụ thể. Còn mà mấy anh em nhắn tin riêng mà hỏi ừ anh ơi hỗ trợ em cái này thì tôi sẽ gửi video cho mấy anh em xem thôi. Còn mà tôi không có ngồi đi trả lời những cái tranh luận của mấy anh em, chừng nào mà tranh luận mà tôi ngồi trong Discord nha thì tôi sẽ trả lời những cái tranh luận đó. Còn riêng mà khi đã trả lời trên tranh luận ở trên fanpage, làm ơn hai cái trang fanpage, hai trang cộng đồng tôi không quan tâm, trừ khi mà tôi làm trang group cộng đồng thì tôi quản lý group của tôi, còn hai cái trang cộng đồng kia thì tôi không liên quan tới mọi người tranh luận cái thứ gì ở trên đó, là chính kiến riêng của mọi người, tôi không can thiệp. Mấy anh em đừng có tan tôi, và tôi cũng tắt luôn tính nhân cái gọi là tan cái tên tôi vô đó rồi. Nhiều anh em tự nhiên đang cãi lộn ABCXYZ xong tan tôi vô, tôi đâu biết gì đâu. Tự nhiên anh em đang nói 1 2 3 4 5 6 7 8 xong rồi cái độ mà 9 10 11 12 tôi cũng có rồi, xong rồi cái độ mà tiếp theo 13 14 15 mới kêu tôi vô, cho tôi biết cái gì, tôi giải thích cái gì. Đó, cho nên là cái câu chuyện là mấy em đi cãi nhau ở trên cộng đồng thì mấy em tự giải quyết, tôi không phải là người đi giải quyết mấy cái câu chuyện đó, và tôi không thể nào tranh cãi. Tại vì bản thân tôi nha, mọi người nên nhớ, bản thân tôi khi mà tôi đi làm nội dung video, tôi làm content, tôi cũng đi tìm hiểu bên những nguồn khác, đúng không? Mặc dù tôi ngu tiếng Anh, tôi không biết tiếng Trung, nhưng mà khi mà tôi coi video của ông Bile nha, cái người mà để cái hình icon con ma màu xanh trong bộ phim Bichico 100% đó, thì tôi vẫn ngồi ra, ông làm tới đâu tôi dùng phần mềm dịch Google dịch tới đó, dịch giọng nói nè, dịch bằng ghi âm nè, đủ mọi thứ cách để tôi tìm hiểu. Và mấy anh em nào xài trên MacBook nha, riêng MacBook nha, tôi nói những anh em nào mà xài trên MacBook thì mấy anh em có riêng phần mềm dịch luôn, là video nó chạy tới đâu tiếng Việt nó dịch tới đó. Đấy, rồi cái tiếp theo nữa, còn trên Android thì tôi không biết, trên máy tính thường ấy, thì tôi không biết cái phần mềm là gì, còn riêng MacBook ấy, thì đợt ngày em tôi nó có mở lên tôi thấy là video chạy ở đâu mấy anh em chỉ dừng lại, xong rồi nó kéo cái con chuột nó ra một cái thôi là có, kêu còn tôi là phải chụp cái màn hình trong cóc qua Google thì mới được. Còn mấy anh em nào biết cái phần mềm đó thì mấy anh em giới thiệu cho tôi, mua cũng được, tháng cỡ tầm 50 hay là 100 gì đó thì tôi làm, thì mấy anh em hỗ trợ tôi cái đó cũng được, tôi tự bỏ tiền ra tôi mua chứ không phải tôi đi xin cái đó luôn nha. Đó thì đó là khi mà tôi tìm hiểu những nội dung làm ở bên server Việt Nam nè, bên server C, server Trung tôi đều đi tìm hiểu hết, và hầu như là đa số là tôi vẫn có trao đổi nè, tôi đi hỏi người này người kia và tôi hỏi ý kiến của mấy anh em. Thì nếu mà để kết nối với cộng đồng nước ngoài thì chưa, nhưng mà tương lai thì sau này tôi vẫn cố gắng, nếu như game mới phát triển ở thị trường Việt Nam mạnh hơn, và con game này đang hiện là game có cái đuôi IP tốt nhất ở thị trường Việt Nam, cho nên là nếu mà phát triển thì tôi sẽ kết nối được với nhiều người nước ngoài hơn. Nhưng mà khi mà kết nối được về nói chuyện này, về giao tiếp hoặc là mời người ta vào trong Discord á, thì ngày xưa là có thằng Toka, ngày xưa có mấy đứa nó giỏi tiếng Anh á, mấy đứa IELTS cũng gọi là từ 6.7 á, mà đi du học hết rồi. Thằng Toka thì đi du học bên Pháp hết rồi, hoặc là có một số đứa bây giờ nó đi du học, gần như là đi du học hết rồi, cho nên là không có thời gian vào trong Discord nữa, cho nên là không có nhờ tụi nó được. Còn bây giờ nếu mấy anh em nào mà đang học lớp 11, 12 mà muốn luyện tiếng Anh thì đương nhiên thôi, tôi nhắn tin bằng Google dịch với người ta, tôi mời người ta vô đây thôi, thì mấy anh em giao tiếp với người ta, rồi mấy anh em tôi nói tiếng Việt, rồi mấy anh em nói lại tiếng Anh cho người ta, rồi người ta nói tiếng Anh, rồi mấy anh em nói lại tiếng Việt. Nhưng mà con game này nó bị hạn chế một cái như thế này, thì đa số con game này là người Indo nha, làm về content con game này đa số là người Indo nè, Thái Lan nè, Campuchia, đa số là như vậy, rất ít người làm nội dung về con game này về tiếng Anh. Tiếng Anh hình như là có Bele nè, Liar Fire nè, một số người thôi, còn lại đa số là Indo với lại Thái Lan hết, còn Trung Quốc đó, cho nên là khi mà làm nó cũng khó, rất khó liên kết. Rồi, ok đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì bây giờ là mình sẽ vô phần in game, mình nói thêm một chút xíu nữa và mình sẽ up video. Và video này mình chắc mình sẽ công chiếu vào lúc 8 giờ hoặc là 7 giờ rưỡi thì để mình coi thử là lúc nào nó hợp lý nhất thì mình sẽ công chiếu. Ok. Rồi bây giờ vô phần in game ha. Rồi. Mình chỉ nói sơ về phần in game. Rồi, đầu tiên đây là phần in game ha. Thì khi mà giao diện in game thì đầu tiên là giao diện tính năng tinh thông thì nó sẽ nằm ở đây. Khi mà mấy anh em nâng những cái tính năng tinh thông này lên á, là nó sẽ cho những cái dòng đây mấy anh em đọc nha, mấy anh em đọc ở trong đây nè, đây là phần yêu cầu nè, cô thử là nó cần cái gì, cấp sao nè, phẩm chất nè, ý hiệu nè, như mình nói hồi nãy. Khi mà mấy anh em nâng lên, ngồi ra nâng cái này nha, mấy anh em làm ơn đi test người nha, đánh người, đừng đi đánh cặp nó sẽ đam, là cặp nó không có phòng thủ, nó không có kháng, đam gần như đam sát thương ăn trực tiếp, cho nên đi cái này đánh BBB, lấy một người làm mục tiêu để đánh BBB, hoặc là mấy anh em mượn ngặt nào đó để tiếp đam cái này. Rồi ok, khi mà nâng lên đây, ở đây nha, phần tinh thông phe là ở con năm đầu của mình là đã lên cấp 3 rồi, thì mỗi lần nâng của nó là 100 sách, trời nó chu lồm luôn. Cái thứ hai nữa về phần tinh thông hệ, mỗi lần là 69 cấp nha. Và cái này farm rất là chu ơi là chu luôn, cho nên là khi mà nâng mấy anh em phải hiểu là lựa chọn
cho đúng nghe. Mà ngồi ra khi mà nâng lên càng cao nữa, nó sẽ yêu cầu cấp bậc nè, rồi đủ thứ lên ta lên tinh nữa. Cho nên là mấy anh em nâng mấy này, mấy anh em phải hiểu được là mình nên nâng con nào và dùng meta. Ví dụ như meta này đang là xương rồng nè, đang là năm đầu, đang là skin nè, hay đang là tăng top, thì mấy anh em phải chọn lựa một con để mấy anh em cụ thể. Và co vẫn là thứ ưu tiên cuối cùng, nhưng ở thời điểm hiện tại co nó chưa có ưu tiên, cho nên là nâng DPS trước và co nó sẽ đi sau cùng. Rồi ok thì thôi, thì tiếp theo nữa là về phần ải này á, thì về phần ải này á, thực sự mình đang lóng tóng về cái phần ải này, thì mình không biết là có nên, tại vì mình không biết là có nên mua hên xui hay không, tại vì cái này thực sự mình chưa có test. Tại vì nhiều người kêu mình á, mua chỗ này á, là không có thể là mua ít cũng được, mua một hai vé. Ví dụ như nếu như mà mua một vé mà đi ra được một cái vé dưới đây á, thì công nhận là hơn mua hai ba vé. Ví dụ là mua nhấp, không phải là mua một phát năm lần, nhưng mà mua nhấp, ví dụ như mua nhấp một kim cương hay kim cương, mà mua ví dụ như hai vé đầu mà đi càng quyết mà ra hai được cái thử thách, đi ra luôn hai cái thử thách hệ thì ngưng đấy. Cho nên là cái ví dụ nhấp đó thì mình không biết là mình có cân nhắc hay không, tại vì đối với bản thân mình á, thì 1-200 kim cương trên một ngày á, thì nó bình thường. Tại vì cái ảo cảnh này nè, cái ảo cảnh này bình thường á, khi mà mình đi á, là mình một ngày mình bỏ ra thêm 100 kim cương, hoặc là mình đi thêm cái hộp lực á, cái hộp lực ở đây là mình một ngày mình mua 3 lần nha, bản thân tôi là một người mua 3 lần nha. Cái hộp lực trong đây này, cái siêu thị nè, bản thân tôi nha, là tôi nói nha, một ngày là tôi mua 3 lần đó nha. Cái này gần như mấy em biết tôi rồi, cái này thì tôi mua ít nha. Ở cái này tôi 3 lần, và gần như cái thể lực này tôi sắp lên 120 rồi, cho nên là tôi không muốn chạy nữa thôi. Cho nên là gần như tôi mua thể lực để tôi chạy thiên phú. Cho nên ở đây á, cái việc mà canh, ví dụ như tôi đang tính là tôi sẽ giảm một lần mua thể lực lại, hoặc là giảm một lần mua cái thứ gì đó, hoặc là mua, nói chung là cân đo đong đếm tài chính để cho sao cho nó phù hợp để mình chạy cái tính năng chiến thuật. Tại vì thực sự cái này nó sẽ rất là mạnh trong meta. Và ví dụ như có những con mà nó chơi bất tử nha, tôi nói là nó chơi trường tồn theo meta, là ví dụ như con thì không nói rồi, cái thứ hai nữa là năm đầu, một là năm đầu, cái thứ hai nữa là con phượng năm đầu và con phượng, là hai con này là con gần như con, và mấy nó chỉ chơi xuyên suốt và dài lâu luôn, kéo dài mãi mãi trong meta luôn, cho nên là chơi nó sẽ rất là bền. Thì cái việc mà nâng cấp mấy con tướng này nó sẽ giúp cho mấy anh em cải thiện được lực chiến này, cải thiện BB trong tương lai. Và trong khi mà meta thay đổi thì mấy anh em, đặc biệt là mấy anh em háo thắng về BB nha, tôi nói từ háo thắng, và mấy anh em chai hạt với meta nha. Và ngồi ra có một con nữa mà tôi chưa đụng tới, tôi nói trong video này nó hơi kỳ, thì mấy con nó sẽ chào lưu và xin thưa mấy anh em một con, nó sẽ là con gần như là tôi sẽ hiểu được là sẽ gọi là cùng anh em trao đổi lý do vì sao là nó có thể lên được 100% kháng sát thương một kích. Thì tôi nói ra tới đó là mấy anh em biết rồi, nhưng mà để xây dựng làm sao cho nó hiệu quả và nó phù hợp và nó chơi trong meta như thế nào thì chỉ chờ thời gian thôi, thì nói ra nó hơi kỳ nên là lấn cấn rồi. Ok, từ chừng nào tới lúc thì sẽ làm, cũng chưa tới lúc thì chưa làm. Rồi ok, đó về trong hiệu quả in game nha. Còn cái việc mà mấy anh em nghe, khi mà nghe tư vấn mấy anh em nghe thì mấy anh em nghe cho có thôi nha, nhiều mấy anh em nghe là nghe phải chọn lọc nha. Kêu rồi bây giờ kêu mà nói câu chuyện này, ngày bỏ ra 500 kim cương để mà đi mày, một ngày 500 kim cương, xin thưa với mấy anh em, một ngày 500 kim cương mà để cái tính năng đi tinh thông kia gặp tôi, nếu mà tôi đéo bây giờ tôi bỏ đâu, thiệt tôi không bao giờ tôi đi. 1500 kim cương đó, thà tôi để tôi quay 10 vé tính năng chiến thuật còn ngon hơn. Mày 10 vé tính năng chiến thuật mày lên biết bao nhiêu lực chiến ở server mới, đặc biệt là cần luôn, mày server mới cần quá trời cần vé tính năng chiến thuật nè, vé tăng sâu tím nè, rồi đi huấn luyện nè, tùm lum tà la hết. Mày 1500 kim cương đó mà 3 ngày mấy em làm biết được biết bao nhiêu thứ, ngồi ra còn mua vé đen nè, mua vé siêu tuyệt kỹ nè, nó như đêm hôm qua đó mày, đêm hôm qua tự nhiên nó mấy em vô ngồi tôi quay dư cái hồn đó, xong tôi nâng con xương rồng đó, trời ơi, tự nhiên ngồi quay cái hồn đêm qua, ngồi mấy em quay biết nhiêu không, 350 thủy tinh. Trời ơi, câu chuyện này mấy em ngồi một chút thôi, mình ngồi một chút quay hơn thì không nói, nhưng mà câu chuyện ở đây á, thì mọi sự mà mấy em muốn nâng cái gì nó lên lực chiến, ví dụ nâng nó tốn bằng 350 thủy tinh đó, 350 thủy tinh là tính ra nhiêu lần triệu, chung nó lên lực chiến mẹ đâu, xương rồng lên là quýt trình hai, nó đâu cải thiện đi BB thôi, đi BB trong quyết đấu cân bằng thôi, còn ngồi cái CODK rồi thì không nói, nào tới meta cơ mực thì tính. Còn bây giờ vô năng lớn ở quýt trình hai trả lên lực chiến gì, mà trong khi đó 1 triệu đó đi, rồi 1 triệu đó mà mấy anh em quy đổi ra kim cương, hay là mấy anh em ra quy đổi ra đô đi, trời ơi mấy anh em nâng được biết bao nhiêu cấp trong chi viện anh hùng, rồi biết bao nhiêu thỉ đăng xa, biết bao nhiêu thỉ đến năng chiến thuật, thiệt. Đấy, đêm hôm qua tôi bị gài cái kiều đó, tôi ngồi dắt tay lên chén gì ngồi tôi ngủ, ngồi tôi suy nghĩ mày, ngồi đau khổ gì cuộc đời, nhưng mà thôi kệ, con xương rồng một quýt trình hai chơi thiến được, chơi sướng thiệt, tại vì còn có 1 tiếng đồng hồ nữa là hết con xương rồng rồi, mà tôi cũng gãy đó mấy anh em, còn đúng 1 tiếng thôi mà tôi cũng gãy đó. Mày nên lần sau mà quay cái thứ gì đó mẹ tôi im luôn, nó để tôi đéo để lộ được, mẹ lộ thiên cơ bất khả lộ, không mấy anh em dí quá. Rồi ok, clip tới đây thôi, thì cảm ơn mấy anh em đã theo dõi video và chúc anh em một buổi tối chủ nhật tốt lành. Và khi mà video tính năng chiến thuật này ra mắt á, thì tôi cũng mong mấy anh em ủng hộ, tại vì tôi khá là buồn khi mà được tôi làm clip con bơm,
Tại vì những clip mà đầu tư nội dung nè, đầu tư thời gian nè, mấy anh em biết để làm ra video này á, tôi chuẩn bị cả tuần rồi, thiệt chuẩn bị cả tuần luôn á. Làm video quay ra xong cũng cỡ là 3-4 tiếng đồng hồ, làm thời gian mình chuẩn bị video mình không nói, lâu lâu làm chút, lâu làm chút, xong edit video ra được có mấy trăm người coi à, lâu lâu được 1000 người coi, 90% đi hỏi chả coi video luôn. Xong rồi đi hỏi, mình gửi link video kêu em xem rồi mà cũng đi hỏi. Cho nên là nhiều lúc đăng video BB thì view cao hơn nhiều lắm. Mấy anh em kêu sao không làm clip hướng dẫn xe mới đi, sao không làm clip hướng dẫn này kia đi, trời mấy anh em mới coi đâu. Đa số là người ta chỉ muốn coi ví dụ như cô New Blue đấm nhau, cô New Blue, cô Nobody, cô King 55, cô Asina, là cô Sam, cô con Sam bất tử của anh ZXQ, hay là coi người ta khoe về đồng tiền, khoe cái ạc cái này cái kia, về cuộc sống đời tư, về xây dựng ạc của người ta như thế nào thôi. Còn mấy clip tính năng hướng dẫn này thiệt làm ra có hay không thì chả quan trọng, thiệt sự là như vậy luôn. Nhiều lúc mà nói thì công nhận là mấy anh em nói, tôi nói một bữa tôi chia sẻ thiệt sự là rất là buồn khi mà làm những clip về xây dựng nội dung như thế này làm gần cái tiếng đồng hồ nhưng mà thật sự hiệu quả đem lại không cao, cho nên là tôi không muốn làm nha. Bây giờ tôi chuyển qua mì ăn liền, một là làm dạng short, hai là làm dạng video ngắn cỡ từ 5 đến 10 phút hay là như đó thôi là ngưng. Thì ai hiểu thì hiểu, đa số nói ngắn gọn thôi. Còn những video chi tiết và những video phân tích á, thì một là làm đầu tháng, hoặc là làm trong sự kiện big update, hoặc là trong sự kiện tối ưu hóa vision thì làm những cái đó thôi. Đó, thì cho nó ngắn gọn và nó dễ hiểu và nó tiết kiệm thời gian được không, mà ngồi ra sức khỏe nó cũng ổn định nữa. Để làm video này tôi ngồi trong đây từ 3 giờ chiều, tôi ngồi trong Discord, mấy anh em biết từ 3 giờ chiều tôi vừa ngồi trực Discord nè, tôi vừa ngồi làm việc nè, và tôi vừa ngồi soạn cái này luôn. Mà lúc tôi quay video đó mấy anh em coi nha, đây là 16 giờ nha, 6 giờ rưỡi đó. Bây giờ tôi chưa nghỉ chưa ăn gì hết mà tôi còn ngồi phải chỉnh cái video này, âm thanh nè, lồng nhạc nè, rồi intro, outro nữa, xong rồi đăng video lên cho mấy anh em xem. Cho nên là mong mấy anh em ủng hộ. Tại vì làm á có nhiều lúc á ngồi cũng có lúc đa số á thì khi mà trên live bữa nào mấy anh em thấy vui vẻ là không bị áp lực. Còn mà bữa nào không vui vẻ thì do một là đọc comment, hai là tự nhiên đang ngủ hay là nhận mấy tin nhắn tào lao mới lao của mấy anh em á, cho nên là nó đau đầu lắm. Làm càng lúc cho nên là thiệt sự mấy anh em hỏi là hôm bữa tôi đi tôi ngồi nói chuyện mấy anh em, thiệt sự muốn chuyển game hay không, thiệt sự cũng muốn chuyển game luôn á, thiệt sự nha, thiệt sự cũng đang muốn kiếm một con game khác để chơi. Ví dụ ngồi đang like con game Honkai, ví dụ bú view con Honkai, là bữa giờ đang ngồi tính qua bú con Honkai là game beat up mobile the year trong năm 2023, đang tính qua bú con Honkai mà cũng chưa có thời gian, tại vì game cái Wonder Man này nó đang hay, với lại là bữa giờ nó cũng đang có mấy anh em cộng đồng đang sôi nổi, với lại là đang giai đoạn cuối năm nữa, cho nên là cộng đồng đang phát triển mạnh, cho nên là tôi không muốn làm cho mấy anh em bị tụt lửa, bản thân tôi cũng không muốn bị tụt. Cho nên là thực sự nhiều lúc tôi ví dụ như tôi rất muốn ngồi like cờ rồi like liên minh hay là like một con số game linh tinh khác, nhiều mấy anh em nè, hơn mấy anh em biết không, trong cộng đồng chơi game á, mấy đứa nó mua game nó gửi cho tôi chơi luôn, Only Up nè, rồi Hoàng hay là Tú gì đó nó gửi cho tôi là cả game Teria rồi game cướp biển gì thứ gì đó, mấy game nói chung là mấy game vừa với sức máy để tôi chơi, nhưng mà thực sự chưa có thời gian để chơi. Đặc biệt Only Up, mẹ Only Up ngồi chơi vui vậy, thì chơi Only Up mẹ mấy ông ngồi xem thôi, thì mấy ông ngồi xem thôi, cái người chơi người ta cũng khổ mà bản thân mấy ông xem cũng vui đó. Thì nói chung là đó là nói chung là chỉ là chia sẻ một chút về khi mà làm cái nội dung này thôi. Thực sự kiếm mấy anh em hỏi về kiếm tiền thì cái này làm thực sự là cho vui, nhưng mà đam mê đúng là làm cái này nó rèn luyện cho tôi khả năng nhiều thứ. Đó, và mấy anh em xem thì mấy anh em nói chung là mấy anh em nào thực sự đam mê với game thôi mới xem tới giây phút này và xem theo dõi tôi tới thời gian này thôi. Còn mấy anh em chơi game tầm nhìn 30 ngày với lại là thời gian nó mấy anh em chơi cho vui á, thì thực sự tôi không nói làm gì, cho nên là được người này thích người, được người này thích hay là người kia ghét á, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một buổi tối chủ nhật và một ngày thứ hai ngày mai là một ngày thật là bùng nổ. Và video này chắc là tôi có thể tôi ngồi tôi bú view bằng cách tôi cắt nhỏ ra, cho nên là khi mà tôi đăng á mấy anh em thông cảm nha, đừng có chửi, tại vì làm một cái video này tốn thời gian lắm đó, cho nên là cắt ra để bú view thôi. Có video ví dụ như chết rồi, ví dụ như chết content thì lấy mấy cái video cắt ra nhỏ ra để cho mấy anh em xem. Rồi ok, cảm ơn mọi người.